Bây giờ cái biểu thức người ta cho có dạng như sau: b bằng nâng cấp never từ từ nhé, a phần b cộng với c phần d. Ok chưa? Rồi bây giờ chỉ có hai phân thức cộng lại thôi, nó nhẹ nhàng đấy. Rồi bước một, em phân tích nhé, phân tích b và d thành nhân tử. Rồi phân tích thành nhân tử này thầy dạy các bạn rồi, nó không rơi vào khoảng. Bây giờ ôn lại các kiểu phân tích. Kiểu số 1, kiểu số 1 này nó có a căn x cộng b, và nó có a x cộng b căn x. Đó thì nhân tử chung là gì? Nhân tử chung là số hoặc căn gì? Căn x. Đó, hoặc cả số và căn x luôn. Số nhân căn x. Nếu rơi vào kiểu phân tích thứ hai này, đó là ax cộng b căn x cộng c, thì thường mình viết về hàng đẳng thức số 1 hoặc số gì? Số 2. Thì viết luôn, nhớ bằng cái này luôn nha. Đó là căn của ax cộng trừ căn c tất cả bình phương. Đó. Nếu cái này mình thuộc công thức luôn cũng được, nhưng mà nhớ này, thường nó rơi vào hạng thức 1 2, sau này nâng cấp phiên bản lên nó sẽ không rơi vào thức 1 2 nữa, thì lúc đó mình phải phát tách nhóm. Đó mình sẽ tính sau. Nhưng thường mình thường thì á, là tập trung những thứ dễ này trước, không cho thứ khó hơn. Rồi, cái kiểu thứ ba mà khi phân tích á, nó rơi vào hạng thức số 3. Đó là ax trừ k, thì hạng thức số 3 viết thành bao nhiêu? Căn ax trừ căn gì? Căn k nhân với căn của ax cộng gì? Căn k. Đó. Mày rơi vào kiểu nào thì em phân tích theo kiểu đó. Ok chưa? Đấy, bước 1 này nhé, hoàn thành. Bước thứ hai. Bước 2 này. Em tìm mẫu thức chung và quy đồng. Quy đồng. Đó. Mục tiêu của tìm mẫu thức chung, sau đó em quy đồng. Quy đồng là đưa để đưa về phân thức cùng mẫu, tức là như vậy. Rồi nhé. Cái phân thức V nó bằng này. Sửa cái ngòi đấy. Đây, phân thức B nó bằng. B nó bằng nhé, A phần B cộng C phần D. Đó. Vậy tức là sau khi mình quy đồng á, nó mới bên này. A nhân, đây, quy đồng A nhân E trên phân thức M. Tức là mẫu thức chung là M đó, nhìn thấy chưa? Rồi nó cộng với A nhân F. Đây, nói nhé, B nhân F và C nhân F nhé. C nhân F tức là mình M luôn, em thấy không? Đây là hai phân thức cùng mẫu chưa? Em nhớ lại cái tác cộng hai phân thức cùng mẫu là chúng ta cộng tử với tử giữ nguyên gì? Vậy là chúng ta cộng tử với tử là A nhân E cộng với C nhân F, rồi tất cả trên gì đây? Trên M. Rồi sau khi em được một cái phân thức như vậy, em nhớ điều này này, tiếp theo là em phải thu gọn phân thức này. Đó, vậy là đây, cuối cùng là mình thu gọn phân thức là xong. Quy đồng, sau đó mình thu gọn thằng này. Thu gọn phân thức. Đấy, vậy là cái bước thứ hai này mình nhớ này, mình quy đồng này, sau đó mình thu gọn. Nha, thu quy đồng kết hợp với thu gọn. Ok chưa? Trình bắt đầu. Bước 1, phân tích B và D thành nhân tử. B đâu? Đó, mình đánh dấu thằng B đã. Căn x trừ 2 chính là gì? Là B. Còn cả cái đống này còn lại chính là gì đây? D. Đúng không? Rồi, em quan sát. Thầy đã để sẵn ở đây. Thằng B này không phân tích được nữa. Cái phương pháp phân tích. Thằng D này đã phân tích sẵn rồi. Em thấy đây chính là nhân đơn với gì đây? Đa. Mình tìm mẫu thức gì đây? Thức chung. Mẫu thức chung ở đây này, em có nhớ đặc điểm này, mẫu thức chung là tích của thừa số chung và riêng nhưng lấy số mũ lớn nhất.
Đây các em thấy này, chúng ta biết là nháp nha, thằng mẫu này nó có căn x trừ 2, mẫu này cũng có căn x trừ 2 không? Có đúng không? Vậy thì thằng này gọi là nhân tử chung của hai cái mẫu đó. Hiểu nói chưa? Vậy là mẫu thức chung ở đây chính là căn x nhân căn x trừ gì? Trừ 2, gọi là mẫu thức chung nhé. Rồi, mẫu thức chung này, em chọn này, thừa số chung. Bây giờ đấy, mẫu thức chung cái này chỉ biết là nháp thôi, sau này mình làm bài mình không viết như vậy, để viết cho các bạn hiểu. Nó là căn x trừ gì? Trừ 2 là nhân tử chung của hai thằng này, mẫu đều có, nhân với căn gì? Căn x, ok chưa? Đó. Vậy là thực ra mình đoán rất đơn giản này. Thằng này này, nói cho nó nhanh, thằng này mẫu mẹ, thằng này mẫu con, thế thôi. Thấy không? Nghe chưa? Vậy mẫu mẹ chính là cái mẫu thứ hai này luôn, cho nó lẹ. Đồng ý chưa? Thế nha, hoặc là mẫu thức chung. Bây giờ bước tiếp theo, quy gì? Quy đồng. Bây giờ thầy chỉ lại các bạn quy đồng. Quy đồng nhanh thôi. Rồi nó bằng này. Quy đồng luôn nhá, tại vì á bây giờ là mình không cần phải làm sao. Không cần phải phân tích nữa là chúng ta sang bước quy đồng, lý do thầy để sẵn rồi, thầy để phân tích thứ nhất này. Để cái màu trắng nó mới được. Phân tích đầu tiên. Phân tích thứ hai. Thì để cái môn cái này sẵn ở đây. Được chưa? Rồi bằng. Rồi phân tích mẫu chung này, căn x nhân căn x trừ 2. Đó, mẫu này cũng là căn x nhân căn x trừ gì? Rồi mục đích của quy đồng là đưa các phân thức về cùng mẫu, phép nối. Đấu trừ. Ok chưa? Bắt đầu quy đồng này. Rồi so sánh mẫu này, một cái mẹo ra hai quy đồng. Cái mẫu này nhá, mẫu này với cái mẫu thức chung này này nó khác nhau cái nào? Khác nhau cái căn x đúng không? Bây giờ thầy bôi màu vàng đi. Khác nhau với thằng này đúng không? Khác nhau với thằng này thôi, khác thằng nào nhân tử với thằng đó sao? Được chưa? Vậy là chúng ta sẽ bằng này, bằng bao nhiêu? Căn x là tử của thằng này nhân với căn gì? Rồi tiếp theo làm tương tự, cái mẫu này với cái mẫu tiếp theo này giống y chang nhau đúng không? Hỏi làm gì hết, hỏi quy đồng để nguyên vậy, hiểu không? Nó giống rồi làm nguyên, để nguyên vậy, để luôn số mấy bao nhiêu, 4 căn x trừ mấy. Rồi hai phân thức này cùng mẫu chưa? Rồi ta giữ nguyên mẫu và chúng ta trừ tử cho tử. Rồi trừ này, căn x nhân căn x, trừ x, quy ước rồi đúng không? Giả sử ở đây tất cả điều kiện đều đúng hết nhé, thầy không cho điều kiện nữa, trừ nhớ chúng ta phải có gì đây, 4 căn x trừ mấy này. Thôi thầy ghi vào luôn đây, cái hôm sau này về nhớ nhớ có ngoặc, chứ không một số đứa làm nó lại sai đấy, có ngoặc rồi chữ ngoặc đây này. Ok chưa? Nhớ có hoặc nha. Để vào đây chứ không mai nó lại cái lúc em thấy không? Xem lại lại quên. Đấy, nhớ có ngoặc cùng cái đi. Rồi đến đây mình đưa về quy luật thu gọn phân thức đúng không? Bây giờ muốn thu gọn được thì mình phải phá ngoặc ra đã, mình thu gọn được. Rồi thu gọn cái nhân tử đi. Bằng này. X trừ 4 căn x cộng mấy? Tại sao này vậy? Vì phá ngoặc trước dấu trừ phải đổi dấu các số hạng trong gì? Đây này, ông này cộng thì thành trừ, mà ông này trừ thành gì rồi? Cộng. Đó. Rồi tiếp tục vẫn để nguyên cái mẫu dưới này. Đúng thầy. Đây. Rồi. Cái này còn bao nhiêu? Mẫu dưới nó là bao nhiêu? Căn x nhân căn x trừ gì? Rồi tiếp tục. Đến đây chúng ta lại thu gọn phân thức, đưa về phương pháp thu gọn phân thức. Muốn thu gọn phân thức là phải phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Cái mẫu này đây là kiểu phân tích nào? Đây, xem lại cái mẫu này cho thầy, nhìn mẫu này chưa? À cái thử số thầy chỉ nói, thử số này là chính là kiểu phân tích số mấy này, hằng thức số mấy này. Đây chính là kiểu số 2 đúng không? Chắc chưa? À, kiểu số 2 mình chuyển nó về bằng nhiêu? Căn x trừ 2 tất cả mũ gì? Trên bao nhiêu?
căn x, căn x nha, căn x nhân với căn x trừ gì. Rồi đến đây mình giảm bớt nó đi, giảm bớt em nhớ này, quy luật giảm bớt này chúng ta học một tính chất của phân thức rồi. Đây a phần b sẽ bằng này a nhân m nhé, trên b nhân m đó, m chính là nhân tử chung, em được bỏ m đi, nó còn a phần gì thôi, b đó. Đây là quy luật của giảm bớt. Bây giờ mình giảm bớt luôn, trên tử nó có căn x cộng 2 mũ 2, dưới mẫu có căn x, mình giảm bớt nó còn bao nhiêu, nó còn nhiều các em, vậy là còn căn x trừ 2 trên bao nhiêu, trên căn x đó. Vậy là mình bỏ cái thằng giống nhau đi, là cái ví dụ câu này xem nhé. Rồi chúng ta làm đầy đủ các bước và chúng ta xử lý được. Rồi bước 1 phân tích hai cái mẫu thành nhân tử. Bây giờ mình xác định mẫu trước. Rồi, cái mẫu đầu tiên là căn x cộng gì? Cộng 1. Cái mẫu thứ hai căn x cộng 1, căn x cộng x cộng căn x đúng không? Cái mẫu nào phân tích được? Cái mẫu 1 này là không phân tích được đúng không? Vì không có nhân tử chung là số, không phân tích được. Ok chưa? Vậy thì để nguyên vậy, mình làm đã. Rồi, bằng này. Bằng cái phân thức đầu tiên để nguyên vậy, căn x trên căn x cộng gì? Cộng 1. Cộng với 2 căn x cộng 1 trên. Rồi, cái này phân tích theo kiểu mẫu số mấy đây? Số 1 nhân tử chung là bao nhiêu? Bên trong. Đó, rồi mẫu thức chung chính là cái thằng này luôn. Nhớ nhìn phát thấy rồi, đúng không? Ở làm nhiều. Rồi bắt đầu đến bước tiếp theo đó là quy đồng. Đúng không? Quy đồng này bằng mẫu thức chung là bao nhiêu? Căn x nhân căn x cộng 1. Đó mình để đây đi. Cộng với để nguyên đồng đây này, căn x nhân căn x cộng 1. Mục đích của quy đồng là đưa các phân thức này về cùng mẫu. Ok chưa? Rồi, lại chiến thuật như hôm nay. So sánh mẫu để chúng ta biết được quy đồng. Thằng này với thằng này khác cái nào? Căn x đúng không? Khác gì thì nhân đó. Ok chưa? Vậy là chúng ta lấy cái gì nhân? Căn x nhân căn gì? Rồi tương tự mẫu này y chang, khỏi làm gì hết, để nguyên vậy. Nhớ đấy, à y chang. Rồi sau khi nó cùng mẫu chưa? Rồi ghép nó lại. Căn x nhân bao nhiêu? Căn x cộng 1. Rồi làm luôn căn x nhân căn x chứ x nói rồi đúng không, quy ước của chúng ta rồi trong bài toán thu gọn. Rồi phép nối là phép gì? Phép cộng thì không cần ngoặc nhé, chú ý phép trừ là cần ngoặc, còn phép cộng là dẹp luôn khỏi ngoặc thì mất thời gian, nhớ chưa? Mình cần kinh nghiệm, cứ trừ là cần ngoặc vì nó liên quan đến dấu, nó sẽ đổi dấu, còn phép cộng là khỏi ngoặc. Bao nhiêu các em có ngoặc cũng được, nhưng mà sao đằng nào mình bỏ ngoặc cũng y chang, nên là đỡ mất thời gian, tiết kiệm luôn. Rồi, lại phân tích tiếp chưa được. Thằng này chính là kiểu mẫu nào? Phân tích thằng nào đây? Phân tích thành nhân tử thằng này tiếp đúng không? Và chúng ta phân tích đó là bao nhiêu? Đây, phân tích tiếp thằng này giúp thầy. Rồi, bây giờ nói chung là nó mình ráp quá tốt. Rồi, cái này chính là hằng thức số 1. Biết thì bao nhiêu? Biết thành căn x cộng 1 tất cả mũ gì? Rồi. Cái này là trên căn x nhân căn x cộng 1. À, các em giảm ước sau khi thu gọn phân thức này nó còn tử số còn căn x cộng 1, mẫu số còn căn x. Rồi quay trở lại các bước làm, bước 1 phân tích mẫu thành nhân tử. À, cái này bằng phân thức thứ nhất, mẫu không phân tích được, để nguyên vậy. 3 trên căn x cộng 5. Phân thức thứ hai, 20 căn x dưới. Rồi, chúng ta phân tích. Chúng ta sử dụng phương pháp là này, dùng hằng thức số mấy?
Đúng rồi, và dạng này phân tích bằng bao nhiêu? Căn x trừ gì? Trừ 5 nhân căn x cộng gì? Cộng 5. Ok chưa? Vậy là chúng ta thấy này, mẫu thức chung chính là bao nhiêu? Căn x trừ 5, căn x cộng gì? Rồi bây giờ thầy làm gọn lên, không làm bước này nữa. Đó, gọn hơn. Gọn hơn là thầy cắt cái quy trình quy đồng này luôn, thầy viết luôn một mẫu thôi cho nó lẹ. Đấy. Rồi gần nâng cấp lên, viết cho nó gọn lên. Rồi mẫu bao nhiêu? Căn x trừ 5 nhân căn x cộng gì? Cộng 5. Rồi bắt đầu mình quy đồng. Quy đồng cho theo phân thức thứ nhất. Rồi, phân thức này với phân thức mẫu thức chung khác cái gì? Ok, khác gì nhân cái đó? 3 nhân bao nhiêu? Đó, vậy thôi. Rồi, cộng. Phép nối tiếp theo là phép gì? Cộng, nhìn thấy phép nối này không? Thả xuống. Rồi, cộng có cần ngoặc không? Hỏi ngoặc. Cộng bao nhiêu? Thằng này giống nguyên rồi, y chang là khỏi cần làm gì hết. 20 trừ căn gì? Rồi, bây giờ nhìn. Đến đây chúng ta sẽ thu gọn nhân tử số. Đây là kỹ năng nhân đơn với gì? Đó. À, bây giờ chúng ta bắt đầu nhân này. Đây là kỹ năng nhân đơn với A. 3x. 3 nhân căn x này là 3 căn x. 3 nhân âm 5 là bao nhiêu? Âm 15. Cộng 20 trừ căn x. Rồi đến đây đưa về quy luật thu gọn. 3 căn x trừ căn x còn bao nhiêu? 2 căn x. Âm 15 cộng 20 cộng 5 trên dưới này nhé. Em phát hiện dưới này trên tử là không phân tích được nữa vì 2 căn x cộng 5 không có nhân tử chung nhé. Rồi dưới này chính là hàng thức số mấy đây? Còn viết này là 25 đó. Còn bọn em không viết lại như vậy mà để nguyên mẫu vậy cũng được, chả sao cả. Ok chưa? Thấy chưa? Đó là thu gọn. Rồi các bước làm tương tự. Bước 1, phân tích mẫu thành nhân tử. Phân tích nha. Rồi cái này bằng. Rồi cái mẫu đầu tiên không phân tích được, để nguyên vậy. Căn x trừ 4. Cái mẫu thứ hai phân tích được, dùng hàng thức số mấy? Và viết thành bao nhiêu? Căn x trừ 4 nhân bao nhiêu? Căn x cộng 4. Xong. Rồi tiếp theo chọn mẫu thức gì? Rồi mẫu thức chung chính là cái mẫu số 2 luôn. Rồi kéo là một đường này luôn nhá. Ta gộp lại luôn. Viết về cho nó gọn. Rồi mẫu thức chung chính là căn x trừ 4 nhân bao nhiêu? Căn x cộng 4. Rồi bắt đầu quy đồng. Nhớ nha, quy đồng cho phân thức đầu tiên. Mẫu đầu tiên này căn x trừ 4 khác với mẫu chung ở chỗ nào? Đó, mẫu này khác với mẫu thức chung, đúng không? Chính là căn x cộng 4. Khác gì thì nhân với gì? Đó, vậy là bao nhiêu? 2 căn x nhân bao nhiêu? Căn x cộng gì? Cộng 4, đúng không? Phép nối. Phép nối là dấu gì đây? Dấu trừ là cần gì? Hoặc, nhớ nha. X cộng 12 căn x. Nhớ phép trừ là cần có gì? Có ngoặc. Nhắc lại rồi đấy. Không, lúc này sai này. Lúc nãy phép cộng là không cần ngoặc nha. Ghi vào đây luôn. Thì không gì. Nhớ có ngoặc. Rồi. Các bạn thu gọn cho thầy tử số. Rồi, chúng ta nhân này. Nhân đơn với đây. Nhân đơn với đa. 2 căn x nhân căn x là bao nhiêu? 2x. 2 nhân với 4 là 8 căn x luôn. Rồi bỏ ngoặc trước dấu trừ, đổi dấu vào. Trừ x trừ bao nhiêu? 12 căn x. Này, một số bạn chưa biết đổi dấu này, chú ý này. Cách đổi dấu như sau. Tức là bên trong ngoặc thằng này dương thì đổi thành gì? Âm. Còn thằng này dương thì đổi luôn thành gì? Âm. Có thế thôi, đổi ngược dấu lại. Đó gọi là quy tắc bỏ ngoặc. Rồi sau khi mình làm xong rồi mình vẫn viết thì tử số như vậy nha. Rồi căn x trừ 4 nhân căn x cộng 4.
rồi bằng, mình thu gọn này, 2 căn x trừ căn x, à đây thì nói 2x trừ x còn gì, còn x, 8 căn x trừ 12 căn x còn âm 4 căn x. Rồi phát hiện đến điều này, nhìn khi em phát hiện thấy điều này này, khi em thu gọn tử số xong này, em phát hiện là tử số này sẽ phân tích ra thức thành nhân tử được, là khả năng sẽ thu gọn phân thức này tiếp được, nhớ nha điều này nhé, cứ phân tích tiếp được là sẽ thu gọn tiếp, nên chúng ta không được nhân bung tử ra, à bung mẫu ra nhé, vẫn để mẫu như cũ, mẫu để bao nhiêu, mẫu vấn đề là căn x trừ mấy, trừ 4 nhân căn x cộng gì, rồi bằng tiếp. Rồi thế này, tử số thì giờ mình phân tích tiếp làm sao này, bây giờ mình phải thu gọn phân thức này nhá, tử số phân tích tiếp đây chính là phương pháp đặt nhân tử chung, đặt nhân tử chung là căn x ra ngoài bên trong, căn x cộng gì, à, căn x trừ 4, rồi dưới mẫu giữ nguyên căn x trừ gì, trừ 4 nhân bao nhiêu, căn x cộng 4 đó, em thấy không, thằng bài lúc nãy thì chúng ta không thu gọn được nhưng bài này vẫn thu gọn được, bài nó giống nhau cái nào, tử và mẫu giống nhau nào, căn x trừ gì giống nhau cái nào thì bỏ cái đó đi thì thu gọn ra sao, vậy là bằng nhiêu đó, nó bằng căn x trên bao nhiêu đây, căn x trừ gì, 4, đây mới gọi là kết quả, đó là căn x cộng 4. Rồi quy trình mình học này, tức là mình đầu tiên khi em thu gọn hết cái tử số này, em thấy phát hiện ra tử số có này, phân tích nha, phân tích là thức thành nhân tử được, thì khả năng em sẽ rút gọn tiếp phân thức này được nữa, nhớ chưa, có nghe không, là chúng ta phải làm thêm một bước nữa, đó là thu gọn phân thức này đấy. Rồi ai nắm được rồi cho tay nào, trong đây rồi, N1 này một phát ăn luôn, N2 phân tích, N3 thấy chưa, trong đấy là đến kia là đây, xem lại câu này đấy, nhục không, câu này đến đây làm sao rồi, xem lại câu này này, đến đây có phân tích được nữa không, đó vậy là chúng ta có quyền nhân cái này ra, em thấy nãy thầy cũng ghi số phát nhìn thấy con Hân nó nhân cái này ra rồi, đó, kinh nghiệm câu trước đó, có thấy không, khả năng của toán là khả năng của gì không, tư duy và phán đoán về tình huống, em thấy này câu trước có đâu giống câu này, em thấy chưa, nếu mà mình cứ nhanh nhanh giống câu trước là coi như học, mà nhớ là phải phát triển cái bộ não ra, đừng bao giờ câu nào mình nghĩ nó giống câu đó mà mình phải làm đúng quy trình, thấy chưa, thằng này hỏng rồi, thằng này đến đây không phân tích được là chúng ta chơi nhân ngày nào cho nó đẹp, nhìn nào, còn để nguyên cái mẫu như vậy cũng được. Rồi tiếp theo câu nữa, ta tiếp tục con đường gian truân, rồi một câu nữa là tăng này vở nhé, rồi câu này, rồi trước khi câu này này, à, nếu mà chúng ta quy đồng châu bò như vậy là nếu mẫu thức chung như vậy là chúng ta làm phức tạp và đoán lên rất khó. Rồi sang kiểu số 2, A phần B cộng C phần D cộng E phần F, phiên bản này nâng cấp chưa, đây chưa, làm y chang luôn cái thằng hai phần tử đúng không, nhưng chẳng qua bước 1 là phân tích B, D, F thành nhân gì, nhân tử nó nâng cao lên ba thằng đó, bước 2 quy đồng thu gọn như mình rồi, tất cả các phiên bản thầy làm rồi, mẫu đầu tiên phân tích được không, không để nguyên, vậy là căn x nhân căn x trên là căn x cộng gì, cộng ba, cái mẫu thứ hai phân tích được không, cộng luôn để luôn vậy, căn x trừ mấy trừ ba, mẫu thứ ba phân tích được không, được, làm tới số mấy, và x trừ ba căn x trừ ba nhân căn x cộng gì, rồi giữ nguyên thằng tử căn x cộng gì, chín, à x cộng chín, ok chưa, rồi bước 1 xong, bước thứ hai quy đồng phát hiện này, mẫu nào là mẫu chung, đúng rồi cái thằng to nhất này này chính là căn x là mẫu chung đúng không, đó viết trong hộp
Rồi, căn x cộng 3 nhân căn x trừ gì? Trừ 3. Ok chưa? Rồi bắt đầu quy đồng. Đúng không? Quy đồng, quy đồng. Rồi quy đồng cho thằng đầu tiên trước. Xem. Mẫu này với mẫu này. Xem giúp thầy, thằng này với thằng này khác cái gì? Rồi, thằng này với thằng này khác cái gì? Thằng này để nguyên rồi đúng không? Ok nha. Đó, bây giờ mình sẽ làm. Rồi, quy đồng, bắt đầu. Các gì nhân đó? Rồi, căn x nhân mở ngoặc nhân với thằng nào? Căn x trừ gì? Rồi, phép nối tiếp theo. Phép gì? Phép cộng, nhìn thấy không? Rồi, thằng 2 căn x này nhân bao nhiêu? Các gì nhân nó? Cái cộng 3. Rồi, phép nối. Dấu gì? Dấu trừ, có trừ thì cho gì? Ngoài là 3 đấy, cộng gì? Cộng 9. Rồi, đến đây đưa về quy luật thu gọn. Đúng không? Chúng ta sẽ thu gọn cái thằng tử số đi. Để làm sao nó ra kết quả. Rồi, bây giờ thầy thu gọn luôn. Thì không còn nhiều thời gian. Rồi, nhân này. Căn x nhân căn x. Trừ x. Căn x nhân âm 3. Âm 3 căn x. 2 nhân căn x. 2 căn x nhân căn x chính là 2x. 2 căn x nhân 3 là cộng 6 căn x. Phá ngoặc trước dấu trừ đổi dấu. Rồi. Lấy mẫu y chang. Căn x cộng 3 nhân căn x trừ 3. Rồi bây giờ thu gọn tử số x cộng 2 căn x rồi trừ 3 căn x hết. Âm 3 căn x cộng 6 căn x thì còn 3 căn x trừ 9. Đó. Dưới mẫu còn căn x cộng 3 nhân bao nhiêu? Căn x trừ 3. Rồi phát hiện trên tử số còn phân tích được, nhìn thấy không? Còn đặt nhân tử chung được số gì ra ngoài? Số 3. Còn phân tích được thì còn thu gọn được. X trừ 3. Căn x trừ 3. Đó, căn x cộng 3. Rồi giống nhau chưa? Giống nhau rồi mình bỏ đi. Kết quả còn 3 chứ căn x cộng gì? Cộng 3. Đó. Rồi chú ý các bạn, bước đầu tiên vẫn như cũ, phân tích các mẫu thành nhân tử. Phân tích rồi. Bạn này, thằng đầu tiên không phân tích được, để nguyên. Rồi, thằng thứ hai cũng để nguyên luôn. Thứ ba phân tích được 2 cộng 5 căn x. Phân tích thành căn x trừ 2 nhân căn x cộng 2. Rồi, mẫu thức chung chính là căn x trừ 2 nhân căn x cộng 2. Được chưa? Rồi bằng. Rồi bắt đầu quy đồng. Mẫu này với mẫu này khác nhau cái gì các em? Khác nhau cái gì? Rồi nhìn thấy khác nhau cái gì? Đúng rồi, khác nhau căn x cộng 2 đúng không? Vậy ta nhân tử với căn x cộng gì? Cộng 2. Vậy là căn x cộng 1 đóng bằng ngoặc nhân căn x cộng 2. Rồi, cộng tiếp 2 căn x nhân nó mở ngoặc. Mẫu này với mẫu này khác nhau căn x trừ 2 nhân căn x trừ 2 vào. Rồi, trước dấu trừ chúng ta phải cho ngoặc. Rồi các bạn xem, đây là kỹ năng nhân đa với đa, nhìn thấy chưa? Kỹ năng nhân đơn với đa, thấy không? Thì chúng ta nhân này, căn x nhân căn x trừ x. Căn x nhân 2, 2 căn x. 1 nhân căn x cộng căn x 1 nhân 2 cộng 2 cộng với 2x trừ 4 căn x. Phá ngoặc trước dấu trừ đổi dấu trừ 2 trừ 5 căn x. Rồi tiếp theo chúng ta thu gọn. Giữ nguyên mẫu nha. Sau đây hình thức nó này căn x trừ 2
căn căn x cộng 2 này bằng x cộng 2x là mấy đây? 3x. 2 căn x cộng căn x là 3 căn x, trừ đi 4 căn x mà là còn âm 4, và cái này là trừ 6 căn x. Rồi bên trong còn căn x trừ 2, căn x cộng 2. Rồi trên thử còn phân tích được là còn thu gọn được, nhớ không? Vậy là 3 căn x bên trong. Đúng rồi. Đó, nhớ quy luật nhé, cứ còn còn phân tích được là còn thu gọn được. Rồi giảm bước là xong. 3 căn x trên. Đây nhé, ở đâu? Rồi, các bước làm này. Bước 1, phân tích các mẫu thành nhân gì? Rồi, các em coi xem mẫu nào không phân tích được thì để nguyên. Bằng này, cái này bao nhiêu? Cái này để nguyên. 2 căn x trên bao nhiêu? Căn x cộng 3, giữ nguyên. Cái mẫu thứ hai, phân tích này bao nhiêu? Cái này, chỗ này là 3 trừ căn gì? Căn x đúng không? Nhưng ta để nguyên 3 trừ căn x, để nguyên nha. Cái mẫu thứ ba, 3x cộng gì? Cộng 3 trên, phân tích sử dụng bằng thức số mấy đây? Vậy là ra bao nhiêu? Căn x trừ 3, căn x cộng gì? Rồi, sau khi quy đồng, các bạn phát hiện một điều này. À, sau khi phân tích mẫu thành nhân tử. Nhớ nha, ở chỗ này bài toán hay gài chúng ta dễ xài. Thằng này là 3 trừ căn x, còn thằng này bao nhiêu? Căn x trừ 3 đúng không? Đó, vậy thì chúng ta phải đảo lại để nó giống thì chúng ta mới chọn được mẫu thức gì. Đó nha. Và khi đảo lại á thì các em phải đổi dấu. Đó là quy tắc đảo dấu nhớ. A trừ B muốn đảo lại thì bao nhiêu? B trừ A, phải đóng mở ngoặc thêm dấu gì vào đây? Dấu trừ. Phải áp dụng quy tắc đó, chúng ta làm 2 căn x trên căn x cộng gì? Rồi cái này đảo lại thì dấu trừ này bây giờ nó thành dấu gì rồi? Căn x trên bao nhiêu? Căn x trừ gì? 3. Rồi trừ giữ nguyên 3 căn x cộng gì? Trên căn x trừ 3. Căn x cộng 3. Và đến đây các bạn xử lý được chưa? Rồi đúng không? Mẫu chung là bao nhiêu? Rồi kéo dài một cái hàng mẫu ra. Đây chưa? Các bạn nhé, mẫu chung này căn x trừ 3, căn x cộng gì? Cộng 3. Rồi bắt đầu quy đồng. Bữa giờ đặt quy đồng rồi đúng không? Cái mẫu này với mẫu này khác cái gì? Khác gì nhân đó? Căn x trừ gì? Trừ 3. Phép nối cộng căn x. Mẫu này với mẫu này khác cái gì? Khác gì nhân với nó? Rồi phép nối dấu trừ. Có dấu trừ là phải cho ngoặc, nhớ chưa? Phải ra bao nhiêu? 3x cộng gì? Cộng 3. Rồi đến đây mình đưa về thu gọn tử số. Các bạn đọc quy tắc thu gọn chưa? Rồi đúng không? Thu gọn nha. 2 căn x nhân căn x. Và cái này là 2x trừ bao nhiêu? 6 căn x. Đây là quy tắc nhân đơn với đa. Rồi. Tiếp tục nhân đơn với đa cộng gì? Cộng bao nhiêu? Rồi, trừ bao nhiêu? Trừ 3 dưới mẫu. Căn x trừ 3, căn x cộng 3. Rồi, chúng ta thu gọn trên tử số. 2x cộng x trừ 3x hết. Và cái này còn bao nhiêu? Âm 6 cộng 3 là bao nhiêu? Âm 3 căn x. Trừ mấy? Âm 3 căn x đúng không? Cái này là để biết đúng chưa? Rồi, cộng mấy? Trừ mấy? Trừ 3. Rồi dưới mẫu. Em thấy này, trên tử là nó đặt nhân tử chung là bao nhiêu ra ngoài được?
trừ 3 mà bên trong còn căn x trừ 1, vậy là không thu gọn được nữa thì viết thành x trừ 1. Được chưa? À, là hết rồi. Đúng rồi, thế viết sai không? Bao nhiêu? Trừ mấy? Trừ 9. Ok chưa? Thế này trừ 9 nhá, ngoài trừ 1. Nếu tử số nha, các em quan sát này, tử số mà đặt trên tử chung là bao nhiêu? Âm 3 ra ngoài đúng không? Nó ra căn x cộng mấy? Cộng 1. Vậy thì dưới này là không giảm bớt được nữa. Nên chúng ta để kết quả cho nó gọn lại. Rồi giờ tương tự ta sẽ làm thêm một câu. Giờ quan sát lại cái câu này một xíu. Rồi phân tích này, mẫu đầu tiên có phân tích được không? Không, để nguyên vậy. Căn x trên bao nhiêu? Căn x trừ 5 à. Rồi mẫu thứ hai cũng để nguyên luôn. À, mẫu thứ hai phân tích được bao nhiêu? 5 trừ căn gì? Căn x nhân bao nhiêu đây? 5 cộng căn gì? Căn x. Đó. 5 trên căn x cộng 5 để nguyên. Bây giờ các em phát hiện một điều này. Cái thằng này là 5 trừ căn x, còn cái thằng kia là bao nhiêu? Căn x trừ 5. Vậy thì để chọn được mẫu thức chung á, mình phải đảo thằng này lại cho nó giống cái thằng này. Chính xác chưa? Và khi đảo lại thì các em thấy phải thêm cái gì đằng trước rồi. Dấu trừ giống như thằng lúc nãy, và cái này là căn x này. Bên này còn căn x trừ gì? Trừ 5. Cái dấu cộng ở đây thì giờ sẽ bên thành dấu gì? Dấu trừ 10 căn x dưới đảo lại. Căn x trừ gì đây? Trừ 5 nhân căn x cộng gì? Cộng 5. Rồi, dấu này vẫn là dấu trừ 5 trên căn x cộng gì? Cộng 5. Và sau khi thằng này làm xong rồi, các em tiếp theo quy đồng mẫu thức chung bao nhiêu? Căn x trừ 5 nhân căn x cộng gì? Cộng 5. Rồi bắt đầu này, căn x nhân với bao nhiêu? Quy đồng. Đúng rồi, căn x cộng 5 khác gì nhân cái gì? Nhân với cái đó. Phép nối giống gì? 10 căn x, tại vì thằng này giống với mẫu chung để nguyên luôn, không có làm gì hết. Rồi, trừ đi 5 nhân bao nhiêu đây? Căn x trừ gì? Rồi, các em thực hiện nhân đơn với ra, sau đó thu gọn cuối cùng nó ra này, x trừ 10 căn gì cộng bao nhiêu, cộng 25. Chú ý này, chỗ này này các bạn ai sai dấu này, chỗ này này âm 5 căn x trừ với trừ ở đây thành dấu gì rồi, cộng 25. Rồi xong rồi, tiếp tục dưới mẫu để nguyên căn x trừ gì nhân bao nhiêu, căn x cộng gì cộng 5. Rồi cái này trên thử làm thức số mấy đây, viết thành bao nhiêu? Căn x trừ 5 tất cả mũ gì trên bao nhiêu? Căn x trừ 5 căn x cộng gì? Căn x cộng 5. Rồi các em giảm bớt và kết quả nó còn căn x trên thử còn căn x trừ 5, dưới mẫu còn bao nhiêu? Căn x cộng gì? Cộng 5. Đó. À, kiểu hai này vừa có phép toán cộng vừa có phép toán nhân. Đó, bây giờ chúng ta nhớ lại cho thầy quy tắc của nhân phân thức, và ta nhớ lại này, quy tắc số 1. A phần B mà nhân với C phần D. Muốn nhân hai phân thức, chúng ta nhân tử với tử giữ nguyên gì? Mẫu. Quy tắc thứ hai. A phần B chia cho C phần D thì chúng ta nhân làm sao các em? A phần B nhân với đảo ngược là gì? D phần C. Và chúng ta đưa về quy tắc nhân hai phân thức. Đó. Đây là cũng liên quan đến phép toán nhân. Vậy là đụng đến nhân thì chúng ta phải áp dụng quy tắc nhân, đụng đến cộng là áp dụng quy tắc cộng. Đụng đến cộng trừ á là chúng ta phải quy đồng, nhớ chưa? Vậy thì để xử lý cái thằng tiểu a này, bước 1 này. Bước 1, em phải xử lý thằng nhỏ đây này. Đây. Vậy chúng ta phải quy đồng cái thằng A phần B cộng C phần D đúng không? Mình tính nó hết. Nó thay bằng như sau. Số 3 bằng nhé. À, kiểu số 3 nó sẽ bằng này. Cái thằng A phần B cộng C phần D sau khi em quy đồng và thu gọn hết thì nó ra M phần N. Rồi nó sẽ nhân với E phần F. Và em đưa về quy tắc nhân hai phân gì? Phân thức mà M nhân gì? Nhân E trên N nhân gì đây? Nhân F. Đó.
Những vấn đề chưa? Rồi bước thứ hai em thu gọn phân thức đó, nhân hoặc chia nhá, nếu chia thì em áp dụng quy tắc chia. Bước hai thu gọn phân thức đó. Thu gọn phân thức nào? Phân thức mà chúng ta vừa áp dụng quy tắc đó, đó là m nhân e trên n nhân gì, n nhân f, rồi chúng ta ra kết quả. Nhớ này, nếu ở đây là m phần n chia e phần gì đây, e phần f, thì em làm sao, nó sẽ bằng gì? M nhân với f chia cho gì, n nhân với gì, e đó. Đấy là chia thì áp dụng quy tắc chia, mà nhân thì áp dụng quy tắc nhân. Và thì em nhớ này, bước 1 là em phải tính toán và thu gọn hết tất cả những thằng trong ngoặc này trước. Nhìn nào, nó ra m phần gì đây? M phần n. Rồi bài toán như sau, em rút gọn phân thức này, rút gọn biểu thức này nha. Đầu tiên mình phát hiện này, một phân thức, hai phân thức và ba phân gì? Ba phân thức. Đúng ba chưa? Ok chưa? Vậy ở đây ba phân thức này, phân thức số 1 đối với hai phân thức còn lại trong ngoặc này, đúng chưa? Vậy là thằng mình sẽ quy đồng thằng trong gì, trong ngoặc. Nhưng mình phát hiện ra mình thấy này, nhớ này, trước khi quy đồng hay thu gọn hãy rút gọn phân thức, chú ý nhá. Là trước khi gì đây, quy đồng hay thực hiện phép nhân chia gì đó đó, hay là nhân nhân chia thì hãy rút gọn phân thức, phải rút gọn phân thức nha, phải đưa phân thức này, phải rút gọn phân thức trước, rút gọn phân thức đó. Em thấy chỗ này nha, thầy phát hiện ra thằng số 1 chưa thu gọn đúng không, thấy nó chưa thu gọn đâu. Vậy là muốn thu gọn phân thức thì giải kỹ năng này rồi, chúng ta phân tích cả tử và mẫu thành nhân gì, nhân tử, chúng ta thấy được để chúng ta thu gọn. Còn thằng bên trong mình quy đồng luôn, nó mình làm song song luôn bằng. Còn thằng này đầu tiên nhân tử chung là gì, bên trong căn x cộng gì, cộng 1. Rồi chữ x thì tách thành căn x nhân căn gì, căn x. Em thấy không, hai thằng này giống nhau chưa, lát mình sẽ bỏ nó đi. Rồi bên trong chúng ta quy đồng luôn, ok chưa, mẫu chung là gì, mẫu chung là gì, à vì cái mẫu này chúng ta thấy là điều này này, chúng ta thấy là thằng căn x trừ 1 và căn x cộng 1 không phân tích được nữa, là chúng ta quy đồng liền đó. Mẫu chung căn x trừ 1 nhân bao nhiêu, căn x cộng gì, cộng 1. Rồi tử số căn x nhân với bao nhiêu đây, căn x cộng 1 phép nối trừ căn x bên trong, căn x trừ 1, đúng chưa? Đó, có thể đóng cái ngoặc này vào cũng được, mà các em không có ngoặc cũng được, thì ở đây mình viết dưới dạng một phân thức rồi, nó nối bây giờ. Rồi thu gọn phân thức đầu tiên, kết quả còn bao nhiêu, căn x cộng 1 trên bao nhiêu, căn x. Rồi chúng ta sẽ nhân đơn với đa, nhân ra nhân này, căn x nhân căn x nhân 1 căn x, đúng không? Rồi đến đây hai sai dấu nhất này, căn x nhân này, nếu này ví dụ các em không muốn sai dấu á thì chúng ta cho cái ngoặc còn như vậy, x trừ căn gì, căn x, lát nữa chúng ta tự phá ngoặc ra đó chưa, cái này là căn x trừ 1 căn x cộng 1. Rồi sau khi chúng ta phá ngoặc và thu gọn thầy, căn x cộng 1 trên căn x, rồi nhân với chúng ta thu gọn này, x trừ x là sao, ghép em bỏ ngoặc dưới dấu trừ, thằng này có phải là cộng không, vậy nó ra bao nhiêu, hai căn gì, căn x trên bao nhiêu, căn x trừ 1 căn x cộng gì đó. Vậy là em thu gọn một hồi thì đây nó trở về một phân thức đơn giản chưa. Vậy chúng ta áp dụng quy tắc nhân hai phân gì, thức nhân tử với tử và giữ nguyên gì, mẫu, à quên thì nói nhân tử với tử và nhân mẫu với mẫu, cộng 1 nhân bao nhiêu, hai căn x, dưới mẫu cũng làm tương tự luôn, căn x nhân bao nhiêu, căn x trừ 1 nhân bao nhiêu, căn x cộng 1. Rồi đến đây quy luật giảm ước, cái nào giống nhau chúng ta vứt đi,
trên thử còn bao nhiêu? Hai, dưới bóc còn bao nhiêu? Còn đấy trừ một, đó, đây là quy tắc, còn đấy không? Tức là mình sẽ thu gọn hết thằng trong mặt. Sau đó được bao nhiêu mình áp dụng quy tắc nhân hai phân thức, hiểu không? Trong cái này là chính là quy tắc nào? Mình áp dụng quy tắc nào đây các em? Quy tắc nhân hai phân thức đúng không? Quy tắc này học lớp 8 rồi, đúng chưa? Cái khúc này á, sau khi mình thu gọn ở trong cái mặt đi thì chúng ta nhân hai cử quy tắc nhân hai phân gì phân thức thế rồi. Ở bước 1 mình xem cái phân thức này, số 1 này, một phân thức, hai phân thức, ba phân thức. Bây giờ phát hiện phân thức nào chưa đơn giản, đó hai thằng này đúng không, sai chưa? Vậy là đơn giản nó trước khi chúng ta quy gì, quy đồng. Giờ viết lại đấy bằng rồi ta. Rồi bằng như sau, trên tử mình đặt cái gì ra ngoài, căn gì, căn A nếu không mặc nhé, dưới mẫu là căn A ra ngoài còn bao nhiêu này, đây là phương pháp đặt nhân tử chung đúng không, căn A trừ một dưới mẫu căn A trừ gì, trừ một đó, để nguyên. Rồi trên tử này phân thức thứ hai giữ nguyên không làm gì được, dưới mẫu đặt cái gì ra ngoài, bên trong rồi đóng ngoặc vào, chia chia là chúng ta nhân nghịch đảo, đảo luôn đây cho nó nhanh, đảo nó này bao nhiêu, a trên căn a cộng gì, rồi chúng ta làm tiếp bên trong rút gọn phân thức, căn a trừ một hết trên tử, còn căn a dưới mẫu còn một đúng không, phải viết nhá, còn ai mà không biết thì cứ viết một và căn a này cũng được chả sao, trừ một phần bao nhiêu căn a nhân a trên bao nhiêu căn a cộng gì. Rồi đến đây các bạn tiếp tục quy đồng. Rồi mẫu thằng này là một, mẫu thằng này là căn a, vậy là mẫu chung là bao nhiêu, đó mẫu là chúng ta lấy hai cái nó nhân lại ba này, căn gì, căn a. Rồi quan sát mẫu này với số 1 khác cái gì, các cana đúng không? Vậy hay nói tấm này là mình lấy cana chia một cho nó dễ hiểu, nó bằng cana, vậy thì nhân tử này với bao nhiêu, cana nhân căn gì, mẫu này với mẫu này giống nhau chưa, giữ nguyên trừ mấy, rồi nhân với a cana cộng một, rồi thu gọn. Ê, cana nhân cana là chữ gì, a trừ một thầy nhân luôn nhé, nhân hai phân thức là nhân tử với tử, giữ nguyên gì? Nhân tử với tử và nhân mẫu với gì, mẫu. Dưới này cũng vậy, cana nhân bao nhiêu, cana cộng một. Đến đây này các bạn phải thu gọn phân thức này chứ không phải là chúng ta làm sao nhân mung ra, nhân mung ra là sai nhá. Thu gọn phân thức là phải phân tích ra thức này nhân tử tiếp, phân tích tiếp a trừ một chính là thức số mấy, mà viết thành cana trừ một nhân bao nhiêu, cana cộng gì, cộng một. Chữ a thì viết thành cana nhân căn gì, cana dưới mẫu viết lại cana nhân cana cộng một. Rồi chúng ta đến quy luật giảm bước, thằng nào giống nhau em bỏ đi, giống nhau thằng nào, cana cộng một giống nhau cana, và cuối cùng nó còn cana nhân bao nhiêu thôi, cana trừ gì, trừ một, và nhân mung ra a trừ căn gì, cana. Đó là kết quả cuối cùng. Kinh nghiệm đầu tiên, quan sát một phân thức, hai phân thức, ba phân thức. Bây giờ mình nhẩm thử này, và trong ba phân thức này không có thằng nào chưa tối giản hết rồi đúng không? Vậy là chúng ta thực hiện cái gì luôn, thực hiện phân tích mẫu thành nhân tử và quy đồng cái thằng trong mặt này trước thế nhá, trong mặt. Rồi phân tích này, a bằng mở ngoặc ra một trên này dùng phương pháp nào các em, phân tích đặt nhân tử chung, đặt nhân tử chung là căn gì, bên trong
Rồi thằng này giữ nguyên tan x trừ 1 đúng không ạ? Rồi chia là nhân gì đây, cái gạch đảo luôn, vậy là x trừ 2 căn x cộng mấy bằng 1. Các bạn có phát hiện cái đó là hằng thức đáng nhớ không? Đó, lát nữa thể nào nó cũng dùng chuyển ngược lại. Rồi xong A bằng tiếp. Đến đây quy đồng này một số bạn vẫn chưa biết quy đồng. Rồi mẫu chung căn x nhân bao nhiêu? Căn x trừ 1. Cái mẫu này với mẫu này này em chia cho nhau nó giống y chang, để nguyên tử luôn. Phép nối dấu gì? Dấu cộng là không cần ngoặc nhé. Thằng này với thằng này khác cái gì? Căn gì thôi? Thì nhân tử với căn gì? Vậy là 1 nhân căn x, khỏi viết số 1 nhé. Đó. Rồi đến đây nhân căn x trừ 1. Tất cả mũ gì? Chia. Căn x cộng gì? Rồi bỏ qua bước ấy, nó mình nhìn thằng nào giống nhau bỏ đi luôn. 1 cộng căn x có bằng căn x cộng 1 không? Có, giống nhau. Thằng này với thằng này giống nhau bỏ đi. Căn x trừ 1 với thằng căn x trừ 1 này. Hết luôn. Đúng không? Về trên thử còn bao nhiêu? Dưới mẫu. Đó. Em muốn rút gọn nhanh là chúng ta cần hiểu nó. Rồi bước 1 chúng ta phân tích này, thu gọn bên trong ngoặc cái trước, hiểu không? Vậy là phải phân tích mẫu thành nhân tử đã. Mẫu này bao nhiêu? Nhân tử chung là bao nhiêu? Căn x bên trong. Căn x cộng gì? Cộng 2. Mẫu chung ở đây chính là căn x nhân căn x cộng gì? Cộng 2, đúng không? Rồi quy đồng. Cái nào giống với mẫu chung là để nguyên cái mẫu tử số như vậy luôn. Vậy là mẫu thứ nhất này, quan sát lại cách quy đồng, không ta làm sai. Mẫu này với cái mẫu này giống nhau chưa? Để nguyên vậy đúng không? Để nguyên bao nhiêu? Để nguyên x trừ gì? Trừ 2 cộng. Mẫu này với mẫu này khác nhau cái thằng căn x rồi, thì nhân tử với căn x là sao? Vậy là 1 nhân căn x là chính là căn gì? Căn x. Rồi đến đây chúng ta thực hiện này, nhân tử với tử và giữ nguyên gì? Mẫu tử này x cộng căn x trừ 2 nhân. Thì chỉ nói nha, nhân tử với tử và nhân mẫu với mẫu. Nhân bao nhiêu đây? Căn x cộng gì? Chú ý có cái gì các em? Ngoặc. Căn x nhân bao nhiêu? Căn x cộng 2 nhân bao nhiêu? Căn x trừ mấy? Trừ 1. Thấy chưa? Rồi bây giờ các bạn nhìn thấy chỗ này. Nhìn này. Có điều đặc biệt ở đây. Em thấy này, x cộng căn x trừ 2. Em thấy này, không rơi vào hằng thức đáng gì. Nhớ đó. Vậy bây giờ chúng ta phải phân tích thằng này bằng kiểu tách nhóm, tách nhóm nha, tách ra bỏ nhóm lại, tách ra xong nhóm vào để chúng ta làm được. Bây giờ thầy làm riêng thằng này để các bạn hiểu. Rồi bằng này chữ x cộng giữ nguyên. Bây giờ thầy tách cái thằng căn x này nha, tách thằng ở giữa này ra thành hai căn x trừ căn x trừ 2, hiểu được không? Tức là thằng giữa thì tách thành là thằng giữa là một đồng thì tách thành 2 trừ 1, ok chưa? Tách ra thành 4 phần tử rồi, bây giờ nhóm lại nhóm 2 2, cứ hai thằng một nhóm, hai thằng đầu tiên một nhóm này, x cộng 2 căn x một gì trừ căn x cộng mấy này cộng 2, rồi bằng bao nhiêu này? Nhóm này có nhân tử chung là căn x cộng 2, nhóm này có nhân tử chung để nguyên căn x cộng 2 nhân 1 nữa nha, để cho hiểu. Rồi đặt nhân tử chung ra là bao nhiêu? Căn x cộng 2 bên trong. Căn x trừ mấy? Trừ 1. Đó. Đây là một kiểu đặc biệt, nhìn thấy chưa? Vậy đúng là cái tích ở trong bên trong này bây giờ mình thay thế vào bằng nó bằng nhiêu? Căn x cộng gì? Cộng 2 nhân bao nhiêu? Căn x trừ 1 nhân bao nhiêu nữa? Căn x cộng gì? Cộng 1. Rồi trên mẫu căn x nhân căn x cộng 2 nhân căn x trừ 1. Rồi các em giảm bớt đi bằng nhiêu đây? Vậy là trên tử là còn bao nhiêu? Căn x cộng 1 dưới mẫu còn căn x đó. Ta phải giảm bước nó mới được. Đến đây các bạn chưa có kỹ thuật xử lý. Rồi câu này này, đầu tiên là có hai cái ngoặc.
Rồi bây giờ mình sử cái khoảng này trước, xong sử cái khoảng tiếp theo luôn, ok chưa? Nghĩa là sau đó mình ghép nó lại là kết quả. Rồi làm luôn. Các bạn quan sát bằng rồi mẫu chung. Bên này chúng ta không phải phân tích mẫu thành nhân tử nữa, người ta cho sẵn mẫu rồi đúng không? Căn x nhân bao nhiêu? Căn x trừ 2. Rồi phân tích thứ nhất giống mẫu chung để nguyên căn x trừ mấy? Không. 3 nhân bao nhiêu? Căn x. Nhớ phép nối ở đây phép cộng này. Đây. Rồi tiếp tục. Bên kia quy đồng tương tự. Rồi nhân là chia. Rồi quy đồng luôn. Vì sao? Vì không cần phân tích mẫu thành nhân tử nữa đúng không? Mẫu chung. Căn x nhân căn x trừ gì? Bên này. Căn x cộng 2 nhân bao nhiêu? Đúng rồi, nhân căn x trừ 2 trừ căn x nhân bao nhiêu? Căn x. Xong. Rồi đến đây chúng ta thực hiện rút gọn bên này. Căn x cộng 3 căn x là bao nhiêu? 4 căn x trừ mấy? Trên căn x nhân căn x trừ gì? Rồi chia là nhân nghịch đảo luôn cho lẹ. Căn x nhân căn x trừ 2 trên. Rồi đây là hằng thức số mấy? Cái này là hằng đẳng thức số 3 đúng không? Hoặc là các em thực hiện nhân đa với đa cũng được, nhưng mà rất lâu, làm lại cho lẹ. Nó là bao nhiêu? X trừ 4 trừ đi bao nhiêu? Trừ đi x luôn. Rồi phân tích tiếp thằng này cho thầy. Đặt nhân tử chung là mấy? Bên trong căn x nhân bao nhiêu? Trừ 2 nhân căn x nhân căn x trừ gì? Rồi dưới mẫu còn bao nhiêu? Âm gì? Rồi tính giống nhau thì vứt đi, 4 nữa còn bao nhiêu? Căn x trừ 1 trên bao nhiêu? Trừ gì? Trừ 1. Hiểu đây tại vì 4 chia cho này, nhìn thấy không? Bỏ số 4 đi. Rồi nó bằng bao nhiêu? Trừ căn x cộng gì? Rất dễ sai dấu nha.